Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video ngày hôm nay, Bà Dài sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn gồm có hai nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất là Công an tỉnh Bình Dương vừa thông báo là chuyển hồ sơ vụ án của bà Phương Hằng nhập về Công an thành phố Hồ Chí Minh để mà điều tra, xét xử. Và nội dung thứ hai là vào ngày 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm vụ Tịnh Thất Bồng Lai trong vụ án 331. Thì đầu tiên thì Bà Dây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về vụ án của bà Hằng. Thì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cũng vừa thông báo là đã chuyển hồ sơ vào ngày 1 tháng 11 đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái thời gian tạm giam trả hồ sơ để mà điều tra tạm giam đối với bà Hằng thì tới ngày hôm nay cũng là hết hạn rồi quý vị, chuẩn bị hết hạn rồi. Thì trong tuần này theo dự đoán của bà Dài sẽ có nhiều cái thông tin về vụ án của bà Hằng. Cái thứ nhất là có khởi tố thêm các cái tội danh khác đối với bà Hằng hay là không, hoặc là có khởi tố thêm các cái đồng phạm trong vụ án của bà Hằng hay là không, thì trong tuần tới này chắc có lẽ là chúng ta sẽ biết được những cái tin đó từ cơ quan chức năng. Công an Bình Dương đã chính thức là chuyển vụ án Phương Hằng về Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức chuyển hồ sơ đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án để điều tra đối với bà Hằng. Ngày 1 tháng 11, tại họp báo về kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã cho biết đã là chính thức chuyển hồ sơ đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh nhập vụ án để mà điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương. Trước đó thủ tục nhập vụ án đó chưa thực hiện được do là Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan điều tra tại Bình Dương làm rõ thêm một số nội dung. Tới nay cái việc làm rõ các cái nội dung này đã được Công an tỉnh Bình Dương thực hiện, cho nên là chính thức chuyển vụ án về thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 9 năm 2022 đó thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã kết thúc điều tra đối với bà Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan chức năng Bình Dương đã là kết luận giám định hàng chục buổi livestream phát sóng trực tiếp của bà Hằng trong 2 năm, có như là năm 2021 và 2022. Trong đó xác định các cái buổi livestream này là có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Các cá nhân đứng đơn tố cáo bà Hằng cũng đã được là cơ quan điều tra gửi văn bản rồi mời làm việc để mà thông báo về nội dung kết thúc điều tra vụ án. 6 cá nhân có đơn tố cáo bà Hằng được là Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, gồm là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các cái hành vi mà bà Hằng bị các cái cá nhân tố cáo gồm là đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Hằng. Kính thưa quý vị và các bạn, đó là thông báo của cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, coi như là chính thức là chuyển hồ sơ vụ án nhập về thành phố Hồ Chí Minh để mà tiếp tục điều tra đối với bà Hằng. Bởi vì trong 6 cái lá đơn tố cáo của Công an tỉnh Bình Dương thụ lý đó thì trong đó có là vu khống rồi làm nhục và xúc phạm danh dự nhân phẩm, có nghĩa là có 3 cái nội dung để mà các cái đơn tố cáo này họ nêu. Trong đó cũng có điều 331. Thì hiện nay đang khởi tố về 331, còn cái nhục mạ vu khống có khởi tố hay là không thì tới thời điểm này vẫn chưa khởi tố. Hiện nay thì
Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng là trả hồ sơ để mà điều tra lại, để mà làm rõ có cái vai trò đồng phạm để mà giúp sức cho bà Hằng có hay là không. Thì tới cái thời điểm này thì vẫn chưa có là khởi tố thêm bất cứ đồng phạm nào trong cái vụ án này. Và trong tuần tới này, theo dự đoán của bà Giai thì có rất nhiều thông tin về cái vụ án của bà Hằng. Bởi vì cái thời gian mà để mà tạm giam và trả hồ sơ để mà điều tra lại cũng là hết hạn rồi. Chúng ta cũng chờ đợi Công an thành phố Hồ Chí Minh có là tiếp tục gia hạn điều tra tiếp hay là không, khởi tố thêm vai trò đồng phạm hay không, chúng ta cũng chờ đợi. Và tiếp theo thì Ba Giai cũng chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn là xoay quanh cái phiên xét xử phúc thẩm về cái vụ Tịnh Thất Bồng Lai vào ngày 2 tháng 11 này. Theo quy định của luật tố tụng năm 2015, 60 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ kháng cáo thì tòa ở cấp trên đó phải là mở phiên tòa phúc thẩm thẩm quyền của hội đồng xét xử. Tòa phúc thẩm gồm là một là không chấp nhận kháng cáo y án sơ thẩm. Còn thứ hai đó là sửa bản án sơ thẩm. Ba là hủy án sơ thẩm, điều tra lại, xét xử lại. Bốn là hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án, tuyên ông Lê Tùng Vân vô tội. Thứ năm là đình chỉ xét xử phúc thẩm. Hai cái khả năng 4 và khả năng 5 đó có nghĩa là hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ xét xử phúc thẩm. Chúng ta thấy chắc chắn là không có rồi. Vậy chỉ còn là 3 khả năng, 1, 2, 3. Khả năng thứ nhất là khả năng 3 cũng khó xảy ra. Bởi vì cái khả năng 3 là khả năng là hủy án sơ thẩm, điều tra lại, xét xử lại. Thì cái khả năng này cũng khó xảy ra. Vì là cơ quan điều tra đã theo dõi cái vụ án này khá là lâu và đủ căn cứ để mà khởi tố. Về xét xử thì tại phiên tòa sơ thẩm không có sai sót về tố tụng. Như vậy là chỉ còn khả năng là một thôi. Cái khả năng một là y án. Và khả năng thứ hai là sửa bản án sơ thẩm. Mà trong đó cái khả năng thứ hai là cao nhất. Có nghĩa là khả năng thứ hai có thể là giảm án được quý vị, giảm một ít nào đó. Hiện nay thủ đoạn của các luật sư đó thường là hét án thật nặng và cho rằng mình đó là có tài cải thành trắng án vô tội để mà ăn tiền thân chủ. Kính thưa quý vị, cũng theo cái nguồn thông tin đó, đài truyền hình tỉnh Long An vừa phát sóng là phóng sự về những cái vấn đề xoay quanh về Tịnh Thất Bồng Lai. Theo đó, đại diện cơ quan an ninh điều tra đã khẳng định nhóm luật sư bào chữa cho các bị can tại Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống công an tỉnh Long An rồi cổ suý bằng nhiều nội dung trên kênh YouTube để khiến cho nhiều người hiểu sai về cái bản chất vụ án, đăng tải các cái tài liệu điều tra liên quan tới vụ án khi trong quá trình điều tra và chưa có kết luận điều tra từ cơ quan tố tụng, tổ chức lên kế hoạch trì hoãn phá hủy phiên xét xử sơ thẩm của vụ án này. Thì với cái chừng đó thì cái hành vi khả năng cao đó, cái nhóm luật sư này sắp tới này chắc có lẽ là tự bào chữa cho chính mình. Dạ, bây giờ Ba Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.